Nếu như mà từ một người mẫu chưa có tiếng một chút nào mà bạn không có một ekip giúp bạn định hướng, một ekip hoa hậu. Em đang đưa danh hiệu ra nói chuyện với chị không? Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thế Duy. Mình tự tin để mà nói nếu như vị huấn luyện viên nào có mình thì mình sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên nó thất vọng. Bởi vì xét về mọi khả năng thì mình cũng được, không đến nổi. Mọi người hãy cùng xem và ủng hộ mình nhé. Mình sẽ đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu. Không chặt đẹp không ăn tiền. Xin mời. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Sao em lại giật mình vậy? Cái nét giật mình giống chị. Em rất muốn chiến thắng. Và chỉ cần trả lời cho em một câu duy nhất thôi. Nếu em về đội mấy chị sẽ làm gì được với em ngoại trừ những lời hứa? Duy là một người cực kỳ thông minh và Linh thực sự rất là mong muốn có Duy trong đội của Linh. Xuất thân của chị là từ một hoa hậu. Nhưng mà trong cái công việc hoa hậu đó thì nó không chỉ là việc đơn giản là đi đến event và nở nụ cười chào thân thiện đâu. Và bên cạnh đó nó cũng có những commercial. Chị đã có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều nhãn hàng. Chị nghĩ là nếu như mà Duy muốn đa dạng hóa hình ảnh của bản thân thì hãy về team của Linh. Cuộc thi dành cho người mẫu á, thì em cũng biết rằng là nó cần phải có những cái rất là cơ bản. Từ cơ bản đó em đi lên chứ không phải là em nghe một cái lời mời chào sau đó là em kiểu là em thấy ồ hấp dẫn quá, mình có nên đặt chân vào đội của Linh hay không? Trời ơi chị Tiki ơi, đằng sau lưng em là một ekip rất hùng hậu. Chị nhắc lại cho em nhớ là một công ty. Chị là một người mẫu lăn lộn, trước đó chị không có một cái ekip nào hết mà chị vẫn sống cho đến tận bây giờ. Nhưng mà Duy thử nghĩ chị có rất là nhiều va vấp và từ va vấp chúng ta mới có được những cái kinh nghiệm. Nhưng mà Duy thử nghĩ xem, nếu như mà từ một người mẫu chưa có tiếng một chút nào mà bạn không có một ekip giúp bạn định hướng, một ekip hoa hậu. Không hề nha chị Tiki. Ekip của Lương Thùy Linh là một công ty truyền thông, quảng cáo và sự kiện bên cạnh hoa hậu. Và đằng sau chị đến bây giờ cũng có một công ty truyền thông em ạ. Nhưng mà sao chị vẫn làm giảng viên nghiêm túc? Nếu mà em về đội của chị, em sẽ có voucher. Chị Thùy Dương có voucher thì Linh cũng có voucher nha chị Thùy Dương. Trà sữa. Bên cạnh trà sữa luôn ạ, bất kỳ thứ gì Duy muốn. Em nên nhớ là em cần một vị mentor dày dặn kinh nghiệm lăn lộn trong nghề. Những cái đằng sau đó chỉ là extra bonus. Nhưng mà từ những cái nhỏ đó nó cũng là thành cái lớn đó chị Tiki. Mặc dù là em mới có 2 năm lăn lộn trong nghề thôi nhưng mà thực sự kinh nghiệm của em không có ít. Duy có thể search trên Google số lần Linh đi first base hoặc là vedette. Em ơi, mình diễn ở vị trí nào đi chăng nữa cũng là một cái sự tôn trọng. Nhưng không có ai phải diễn lót cho ai cả. Nhưng mà chị à, spotlight á, người ta chỉ có dành nhiều nhất cho first base và vedette mà thôi. Em đang đưa danh hiệu ra nói chuyện với chị. Công nhận là do danh hiệu mà em có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Nhưng nếu là một lần em không hoàn thành tốt thì sẽ không bao giờ có lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và đến lần thứ N với em. Em mà một show diễn người ta không chỉ cần một người mẫu, 2 người mẫu đâu thôi. Em nên nhớ cái điều đó. Nhưng mà 2 vị trí nhận được nhiều spotlight nhất vẫn là first base và vedette. Duy thì em Duy đi diễn để em nhận spotlight hay em mang đến giá trị cho nhà thiết kế? Nhưng mà chị à, để em nói nốt coi. Chị nhắc lần 2 rồi đó. Giống như những dòng trước anh Nam Trung nói là em sẽ làm việc từ đây xuống đây và ra đây. Lần này em sẽ làm từ đây lên đây và ra đây lại. Và em tin vào bản thân em và em tin vào quyết định này của em. Em sẽ chọn chị Tiki. Oh my god. Cảm ơn. Không sao, chị em đúng không? Nếu như người ta gọi chị Tiki là drama queen thì mình nghĩ mình chỉ cần là drama boy thôi cũng được. Quan trọng cho người ta nhớ. còn không nhớ thì sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Hãy tham gia dự đoán quán quân của The Next Day Việt Nam 2021 để có cơ nhận được coupon 100.000 đồng mỗi tuần đến từ Tiki. Đặc biệt, một khán giả may mắn dự đoán đúng quán quân sẽ nhận được 10 triệu đồng đến từ Tiki. Đừng quên comment ngay bộ hashtag của chương trình để nhận được coupon 30.000 đồng trong thời gian diễn ra livestream của tập phát sóng.